Sáng ngày 29 tháng 9, Ban Quản trị Lăng Miếu núi Sam phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố tổ chức giải kéo co chào mừng lễ Kỳ Yên Đình Vĩnh Tế, với các trận đấu diễn ra hấp dẫn, gây cấn, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Tham dự giải có gần 100 vận động viên là cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, học sinh đến từ các phường xã, trường học trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Mỗi đơn vị đăng ký thi đấu gồm 6 người ở hai nội dung: đồng đội nam hạng cân 420 kg, đồng đội nam nữ hạng cân 360 kg. Với tinh thần thể thao đoàn kết cao thượng, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình sôi nổi. Ở nội dung đồng đội nam, công đoàn cơ sở Ban Quản trị Lăng Miếu núi Sam xuất sắc giành giải nhất, trường phổ thông dân tộc nội trú An Giang đạt giải nhì, trường trung học phổ thông Châu Thị Tế đạt giải ba. Ở nội dung đồng đội nữ, giải nhất thuộc về trường phổ thông dân tộc nội trú An Giang 1. Giải nhì thuộc về trường phổ thông dân tộc nội trú An Giang 2, giải ba thuộc về trường trung học phổ thông Châu Thị Tế 1.